Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay ở trên kênh YouTube của mình thì mình có lướt qua cái một số video thì lướt qua thông báo thì mình có nhận được một câu hỏi ở trong một cái video, đó là không thể nào phá được khối block, explode được cái block trong AutoCAD. Thì đây là một cái video mình làm từ khá lâu rồi, từ tháng 4 năm 2018. Thì bạn ấy có xem và đặt ra một câu hỏi, đó là mình đang gặp một vấn đề như thế này. Ở trong bản vẽ của mình thì người ta đã bóc block tất cả các bản vẽ lại, tầm khoảng 20 bản vẽ ở đó thành một khối, và mục đích là sẽ không để cho người khác người ta sẽ sửa bản vẽ, và cứ kích vào một điểm bất kỳ thì chọn tất cả bản vẽ luôn và làm rất là máy, rất là nặng. Và sau khi bạn ấy thực hiện theo cách của mình ở trên đây thì bạn ấy không thể phá được cái block. Thì bạn ấy có bảo là hãy cho mình xin cách phá nó ra. Thì sau khoảng một thời gian mình trò chuyện với bạn ấy thì mình có bảo bạn ấy là hãy gửi bản vẽ này trực tiếp cho mình để mình kiểm tra xem nó là dạng như thế nào. Đó, thì mình đã nhận được cái bản vẽ đến từ email của bạn Chu Giáp. Thì đây là cái bản vẽ này mình đã tải về, và sau đó thì mình đã làm và test thử và đã thành công. Mình đã chỉnh sửa, giải quyết được vấn đề của bạn ấy, và sau đó thì mình đã gửi lại cho bạn ấy. Được chưa? Và cái bản vẽ đấy thì mình đã tải về ở đây rồi. Đây ạ. Thì đây chính là cái bản vẽ thứ nhất, đây là cái bản vẽ mà mình hiện trạng mình tải về, và đây là cái bản vẽ thứ hai sau khi mình đã chỉnh sửa thành công. Thế bây giờ mình sẽ mở bản vẽ thứ nhất này lên. Mình sử dụng phần mềm AutoCAD đó là 2018 để giải quyết cái lỗi này cho bạn Chu Giáp. Ok, đây chính là cái bản vẽ của bạn ấy gửi cho mình hiện trạng, và mình sẽ mở luôn cái bản vẽ mình đã chỉnh sửa xong. Đây, mình đã chỉnh sửa xong là bản vẽ này các bạn nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ mở sang bản vẽ, mình tắt cái bản vẽ số 1 đây đi. Mình sẽ mở vẽ cái bản vẽ hiện trạng của bạn ấy ra, thì nó có dạng như thế này, được chưa? Đó, khi kích vào mà được tất cả luôn thì nó là một dạng block đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng phím X là không thể phá vỡ được ra, được chưa? Không thể phá vỡ được ra. Thì đây là cách thông thường nhất. Tuy nhiên thì có một cách khác mà mình đã giới thiệu cho bạn ở trong video này, đó là không thể phá vỡ được X block trong AutoCAD. Thì đây là một cách số 2, cách nâng cao hơn một chút. Nhưng tuy nhiên thì mình đã sử dụng cái cách này và cũng cũng không có thể là phá vỡ được, bởi vì đây là một cái bản vẽ mà nó đây là một cái dạng đối tượng block đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Đây, các bạn thấy không ạ? Ở đây nó không hiện tên để mà cho người ta chỉ vào. Và mình có quét qua, mình sử dụng có phím là Ctrl 1 thì nó báo là dạng block mới insert block. Thì đối với cái dạng này thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào, được chưa? Thì chỉ trong một ít giây nữa thôi mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Thì trước khi mình hướng dẫn cái cách xử lý cái bản vẽ này thì các bạn cùng xem về cái bản vẽ mình đã xử lý xong nó là như thế nào. Rồi, hoàn toàn là những bản vẽ bình thường, được chưa? Những bản vẽ bình thường chúng ta đã chỉnh sửa edit và thấy được những con số, mình chọn được từng đối tượng rất là ok, được chưa? Nó không dạng block kia nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta có được cái kết quả như thế này và cách thực hiện nó như thế nào? Thì bây giờ các bạn hãy cùng ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ quay sang cái bản vẽ hiện trạng ở đây. Thế thì cách này chúng ta, đây là một cái thủ thuật mà cái người người ta tạo lập lên cái người ta cái người mà người ta vẽ lên cái bản vẽ này, người ta đã khóa bản vẽ lại và một số những thủ thuật. Thì mình cũng không tiện chia sẻ ở đây, tại vì mình muốn tập trung chính vào cái chủ đề. Thì để xử lý được cái trường hợp này chúng ta sẽ làm như nào? Ở đây mình sẽ có một clip để nhanh gọn, chúng ta sẽ dùng cái clip. Và cái clip mà mình đã chuẩn bị ở sẵn ở trên này rồi, phá block. Và cái clip này có tên là explode m chấm đuôi là vlx nha các bạn nha. Và cái clip này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tải về. Nếu như tất cả các bạn nào mà gặp những cái bản vẽ mà tương tự như cái trường hợp mình đã nhắc đến ở đây, thì bạn có thể tải clip này về và sử dụng ngay, áp dụng ngay, chắc chắn là mình sẽ thấy là chắc chắn là hoàn toàn là ok, được chưa? Bởi vì mình đã kiểm chứng. Thế tại đây các bạn sẽ làm gì, được chưa? Các bạn sẽ load clip này vào. Để load clip các bạn sẽ có hai cách để load nhá. Nếu bạn nào chưa biết, cách truyền thống là các bạn có thể là kéo thả vào đây.
nhựa kéo thả vào cái bản vẽ đó, nó bảo là gì, các bạn chọn vào ô này load. Đấy, các bạn chờ một chút nó sẽ load. Vậy là đã load thành công rồi các bạn. Và cách thứ hai các bạn là cách truyền thống ấy, là các bạn có lệnh ap apload này. Sau đó các bạn sẽ tìm ra đến cái thư mục mà chứa cái clip đó. Đây mình để ở desktop. Các bạn có thể kích vào đây và ấn load, được chưa? Đấy thì nó báo là gì? Đã load thành công. Thì các bạn sẽ sử dụng một trong hai cách này để load được clip này vào. Được chưa? Đấy. Thế thì để load clip này vào xong rồi thì các bạn sẽ để sử dụng của nó là như nào? Các bạn sẽ gõ cho mình đúng tên của nó. X này. Upload M. Đấy. Các bạn sử dụng đúng cái tên của clip đó hay là chính là cái tên clip ở ngoài này, ex close m. Đấy, thì bạn sẽ gõ cái tên lệnh này như một cái câu lệnh bình thường ở trong dòng comment. Mình sẽ cùng chúng ta cùng tiến hành nhé, ex close m, bạn thấy bạn chỉ vào cái dòng thứ hai này đó, và đây nó bảo là các bạn hãy lựa chọn cái block m insert. Có phải lúc nãy chúng ta hiển thị cái bảng Ctrl 1 là đúng là dạng block m insert đúng không ạ? Thì cái clip này sinh ra để phá vỡ cái loại block dạng này. Bạn sẽ chọn vào đây và chỉ cần chờ trong khoảng vài giây đồng hồ thôi là máy tính nó sẽ tự động xử lý cho ông ta. Ở tại đây nó hiển thị ra một số những giá trị, các bạn ấn next hoặc là bật ok luôn đi. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn là gì, nó hỏi ta là có muốn xóa cái insert này không, các bạn chọn yes luôn để nó tiến hành cái thao tác xử lý bước số 2. Và các bạn chỉ việc chờ thôi, không cần xử lý thao tác gì thêm nữa trong cái quá trình này. Đó. Vậy là cái bản vẽ chúng ta đã được phá ra thành công. Chúng ta có thể chọn được riêng lẻ từng đối tượng. Nhưng mà tuy nhiên ở đây thì chúng ta sau khi phá thành công rồi thì bản vẽ chúng ta lại đang thấy gặp một vấn đề, đó là cái người mà người ta khóa bản vẽ vào, người ta lại lại hơi là thủ thuật một chút, người ta lại đưa ra những cái một số những cái tích. Đấy chưa? Ví dụ như là đây là gì? Draft AutoCAD Lock Drawing này là bản vẽ AutoCAD đã bị khóa này, và người ta chèn cái text này làm ta rất là rối rắm bản vẽ của ta đúng không ạ? Thế tại đây người ta làm cái thao tác gì? Thì mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta đưa được bản vẽ về cái trạng thái nó nguyên bản như này. Được chưa? Nó sạch sẽ và nó chúng ta sử dụng luôn. Đấy, như này các bạn phải ngồi xóa từng cái một như này rất mất thời gian đúng không ạ? Đây là những cái text mà người ta gọi là ký hiệu đóng bản quyền vào đấy. Hay là nó sẽ khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian nếu chúng ta cứ làm tỉ mỉ một mình như thế này, từng lần lượt từng cái như thế này, được chưa? Thì mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn một công cụ tiếp theo nữa là để chúng ta có thể xóa nhanh được tất cả những ông này đi để đưa cái bản vẽ về cái dạng bình thường, được chưa? Ok, chắc là các bạn cũng đã rất là nóng lòng rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đưa các bạn một cái công cụ, đó là công cụ lọc ở trong AutoCAD. Đã là lọc là công cụ là tên là filter. Gần như là cái phần mềm nào nó cũng có cái tính năng này đúng không ạ? Lọc filter. Sau khi mà ta gõ được cái lệnh filter ra thì bạn sẽ có được cái bảng như này. Các bạn sẽ làm gì cho mình? Ở đây các bạn sẽ chọn vào dòng này, Select Object. Đấy, chọn vào này. Đây, các bạn sẽ tích vào một cái tích bất kỳ. Ở đây các bạn chọn vào cái tích này. Đó, đây ạ. Bước 1 nhá. Tích vào cái Select Object này và chọn vào cái tích mà các bạn muốn chọn, tức là mình đang muốn chọn những cái ông kiểu kiểu như này để mình xóa đi. Thì bạn sẽ chọn vào ô này, bước 1, sau đó bạn chọn cái ô này thì nó sẽ ra thuộc tính. Đây các bạn có thể kéo rộng nó ra nhé. Sau khi bạn chọn vào rồi thì nó sẽ hiển thị ra cái thuộc tính của cái đối tượng mà bạn vừa chọn, chính là cái ông này. Đây, tên đối tượng là attribute. Đây là cái text được viết bằng attribute nhé. Nó nằm trên layer tường, kiểu nét là kiểu nét liền này. Đấy, một số những cái khác, ví dụ tọa độ x, y, z hay là một số những cái thông số ở đây. Được chưa? Hay là cái tag là gì, tên giá trị của nó mang là AutoCAD Drawing Lock này, và cái màu sắc nó đang mang là màu sắc 256 theo 3 layer. Đấy, thì nó có một số thuộc tính như này. Thì tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo, được chưa? Tại đây các bạn sẽ chọn từ ông này. Đấy, các bạn thấy dòng delete đây không ạ? Thì tại đây các bạn sẽ chọn ông này, chọn ông đầu tiên là cái ông dòng thứ hai là layer, các bạn giữ shift và chọn ông cuối cùng. À đây nó không chọn theo kiểu liên tục được. Ở đây bạn chọn layer tường này, chọn dòng layer bạn xóa đi, chọn dòng lifetime xóa đi, bạn xóa hết đi nha.
chỉ giữ lại một cái cuối cùng, đó là cái object cái đầu tiên thôi, và xóa hết đi, chỉ để lại một dòng, đó là dòng object là attribute, được chưa? Đó, sau khi bạn xóa xong tất cả những cái bên dưới rồi, bạn để lại cái dòng này thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp theo là các bạn sẽ làm đến cho mình, đó là các bạn sẽ ấn cái nút ở đây apply, đó apply, để các bạn sẽ quét toàn bộ cái bản vẽ này, toàn bộ những cái nhóm đối tượng nó chứa những cái chữ này. Đấy, các bạn quét giống như trên màn hình của mình nhá. Đó, quét xong rồi các bạn ấn cách, ấn cách xong thì ngay lập tức thì bản vẽ CAD nó sẽ lọc cho chúng ta là gì, nó tìm cho chúng ta, tức là nó chọn luôn tất cả những cái text mà nó mang cái giá trị là attribute như vừa rồi, bạn thấy không ạ? Đấy, nó chọn hết đấy, nó chọn hết. Sau khi chọn hết như này rồi thì cái việc thao tác tiếp theo nữa là các bạn nhấn phím E, được chưa? E là xóa, hoặc là bạn nào mà bị hỏng phím E thì bấm cho mình ngay phím delete ở trên bàn phím. Chức năng như nhau, đó là xóa cái đối tượng mà chúng ta vừa chọn cách. Ok, được, các bạn thấy không ạ? Bản vẽ giờ rất là mượt mà, mình lăn chuột các bạn thấy là độ mượt mà rất là ok luôn, đúng không ạ? Đấy, rất trơn tru và mượt mà. Và tất cả những cái đối tượng mà nó mà cái người ta chèn những cái chữ bản quyền vào thì đã bị xóa đi hoàn toàn và giữ lại cái bản vẽ của chúng ta một cách nguyên vẹn. Đó, đúng không ạ? Nếu bạn nào mà đang gặp cái trường hợp này thì hãy lòng vui lòng là comment cho mình một cái hiện tượng tương tự bạn đang mắc phải, và các bạn có thể là thực hiện theo cái bước video này, và nếu như thành công thì bạn hãy để lại một cái dòng comment đó là mình đã làm thành công. Theo video thì bạn đã làm thành công. Đó, và hãy like cho mình, và hãy nhớ đăng ký kênh của mình và like cho mình một tặng mình một like vào trong cái video này nếu như bạn đã thực hiện được và gặp phải cái trường hợp như thế này. Ok không ạ? Ok. Đấy, thì bản vẽ bên này mình đã sửa thành công và mình đã gửi lại cho bạn đấy một cái email. Đấy, mình đã gửi bạn đấy một cái email kèm theo một lời chúc nhẹ. Đó. Thì rất là cảm ơn bạn đã đưa ra một cái câu hỏi để cho mình rất là hay và thú vị, và mình có cơ hội là mình sẽ review thêm cái kiến thức này cũng như cái kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ thêm cho nhiều bạn khác biết hơn, cũng như là nếu như gặp phải trường hợp tương tự thì bạn ấy có được cái cách xử lý nó hợp lý để tiếp tục được cái công việc của mình. Ok, mình luyên thuyên thì cũng khá là dài rồi, thì bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video thủ thuật và những cái câu hỏi tiếp theo ở trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.